cinema cực kỳ đẹp luôn, thấy không, rạp chiếu phim. Hello và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại OK SD, và là mình đây, KSD. Thì nói chung là quá rồi không làm cho channel của mình, tại vì mình đã dướng một số vấn đề về bận rộn này nọ nên không làm được channel của mình nữa. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ bắt đầu làm channel của mình đó, và mình là mình đây, KSD. Thì hôm nay á là mình sẽ không ở ngôi làng của mình hay ở đâu hết á. Thì bạn như thấy á là mình đang không được, khá là vắng vẻ nè, thấy không, nó như là toàn là bò cù ngựa, nói chung là một đó khá là rất là vắng vẻ. Thì ở đây chẳng có gì hết á, cho nên á là mình nghĩ rằng á thì mình sẽ tạo ra được một thành phố bằng những cái mod mà mình đã cài đặt ở trong đây. Và ở đây có một cái gương, nó tên cái gương nằm đây nè, và ở đây cũng bị tên là xây nhà trong 5 giây. Có nghĩa là sao, đây là mod xây nhà tự động mà mình đã tìm được. Và bây giờ chúng ta cùng nhau trang kỹ vô này để thành một cái thành phố nha các bạn. Và ok, thì mình cùng nhau mở đây nào. Ở đây chúng ta có, mình đã để rất là nhiều thứ ở đây đó. Bây giờ mình sẽ ra hết luôn đi ha. Thì các bạn nào chưa biết á, thì đây là một cái mod mà các bạn chỉ cần đặt những cục này thôi nè, đặt những cục này xuống nè, thì các bạn chỉ cần ấn một cái thôi là tự động bạn xây được những căn nhà cho bạn mong muốn luôn đó. Thì bây giờ ở đây có khá là nhiều thứ nhưng mà mình chỉ thấy như đây là những thứ hay nhất thôi, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ đặt ở đây thôi, và còn những cái kia thì mình sẽ trang trí sau đó. Ok, thì bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nào. Thì ở đây là mình đã độ sáng tạo, vì đôi khi á sẽ có những cái gọi là sao ta, nó khá là cao, cũng như là nhiều tòa nhà cao quá, cho nên là mình đi sinh tồn á thì mình phải leo lên từng chỗ rất là lâu và mệt, cho nên mình sẽ lại sáng tạo cho bạn coi luôn để cho nó nhìn nó dễ hiểu. Ok, thì đầu tiên á mình từ chúng ta sẽ làm gì đây. Đầu tiên nha, chúng ta sẽ làm, mình sẽ đặt ra những cái như là cái khu vui chơi trước đi. Ở đây là chúng ta sẽ có đây nè, đặt cái này đi ha. Đây là những cái thứ khá là hay. Đây. F16 cái kiểu nè. Ok, và thử wheel. Thì đây á, đầu tiên á, đây là cái Ferris wheel. Ferris wheel nghĩa là gì? Ferris wheel có nghĩa là một cái dòng đu quay đó. Thì các bạn nào chắc coi kênh cái video ở kênh Team Cây của mình, bạn chắc biết cái vòng đu quay này rồi. Thì nó khá là đẹp. Đây, bạn coi nè. Đó. Đây là một cái vòng đu quay. Đó, quá trời đẹp luôn, thấy không? Còn một cái vòng đu quay rất là đẹp. Thì mình cũng đã tìm hiểu cách để mà có thể vô được cái vòng đu quay này, nhưng mà mình chỉ biết cách lên vòng cái vòng đu quay này, nhưng mà thôi kệ, vô lo đi. Giờ chúng ta đầu thử nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Giờ mình sẽ mở cái cửa vô. Vậy vô. Ủa? Không được. Không. Thì khá rồi, giờ mình thì khác đâu vô được cái vòng đu quay này. Mình rất là muốn vô được cái vòng đu quay này để mình có thể chơi ở trong đây. Đó. Đây thì quanh đây khá là nhiều đường cho mình thấy vô được, nhưng mà mình không biết cách dừng. Đấy, được chưa? Ờ dùng được rồi. Ơ. Được đảo rồi. Mình không biết cách dừng cái vòng đu quay này lại, nhưng mà cho nên chúng ta sẽ vô lô đi ha. Ok, thử lại nè. Có như vô không được thì chịu thôi. Rồi. Ờ vô không được rồi, chịu rồi. Nói chung là vòng đu quay thì giờ vòng này có thể làm cảnh rồi. Thì mình có thể tìm cách tự chui vô trong đây bằng cách để cho sáng tạo chui vô đây thử xem nó sao. Rồi ok. Vô không được rồi, nói chung là vô lô. Nói chung là thua rồi. Thì đại khái là đây là vòng đu quay. Đó. Thì khá là đẹp. Chỉ cần trong vòng 5 giây thôi, bạn đặt xuống một cái và bạn đặt vào, đây sẽ một vòng đu quay khá là bự các bạn luôn. Ok, tiếp theo nào. Đây sẽ là một cái double decker bus, có nghĩa là gì? Mình nghĩ luôn cái là xe buýt 2 tầng á. Đó. Đây, một cái xe buýt 2 tầng. Mình nghĩ rằng đây mình sẽ tạo ra một cái khu chơi đây. Đây, xe buýt 2 tầng rồi, thấy không? Đây là chỗ để mình đi lên nè. Đó, đi lên. Đây, xe buýt 2 tầng luôn. Có thể các bạn nào chưa đi xe buýt 2 tầng á thì đây sẽ là lần đầu tiên các bạn được đi xe buýt 2 tầng. Đó, một cái ước mong thỏa muốn các bạn. Đó, đi xe buýt 2 tầng cực kỳ phê loại luôn. Đó, quá là phê luôn đúng không? Thì bây giờ đó là cái xe buýt 2 tầng. Nói chung thì cũng không có gì đặc biệt hết, nhưng mà đại khái á thì cái xe buýt 2 tầng này á là các bạn nào muốn thưởng thức thử một lần đi được xe buýt 2 tầng cái kiểu á thì mình thấy ok, cũng khá là hay. Như là một thứ để trang trí. Chỉ tiếc là cái xe buýt 2 tầng này không có chạy được thôi. Đó, mà hãy hơi tiếc chỗ này là không chạy được. Nhưng mà mình thấy là có đây để dùng để làm trang trí là cũng đẹp rồi. Ok. Đó chính là cái double decker bus. Ok, tiếp theo á là một cái bus. Bus thì đơn giản thôi, bus là cái xe buýt. Đó. Một cái xe buýt. Đây là buýt 2 tầng và đây là buýt không 2 tầng. Đó. Thì xe buýt này cũng khá là đẹp. Đó, cũng khá là bình thường, không có tác dụng gì hết, nhưng mà xe buýt này khá là ngon lành đó nha. Trang trí khá là tốt. Đó, bức sơn, màu sơn các kiểu cũng khá là đẹp. Thì nói chung là đây là những cái mod mà xây nhà khá là hay, cũng như là tự động xây, bạn khỏi cần phải tốn thời gian chi nhiều cho mệt, bạn hiểu không? Cứ thế mà triển khai thôi. Ok, tiếp theo nào. Đây sẽ là một cái flying helicopter, nghĩa là cái trực thăng. Đó. Đó. Please tie the distance in love. You will fly to. À đây nè, đây là cái
Space 2 tầng, đây là cái trực thăng đó các bạn. Đó, một cái trực thăng. Thì cái trực thăng này có thể bay được á, nhưng mà mình không biết, không nhớ bay quá mất bay đi như thế nào rồi. Nhưng mà để mình coi xem cách vô cái trực thăng cách nào nha. Hình như vô không được các bạn ơi, hoặc là vô được nhưng mình không nhớ cách vô. Nói chung là đại khái là hay mà thấy mình tiêu rồi. Đó, đây là cái plane helicopter, một cái trực thăng. Nói chung thì cũng khá là đẹp. Đẹp đó chứ, nhưng mà nó có điều này nó bị gì vậy? Huh. Đó, đó, đây là những cái mod thì nhà cực kỳ lẹ luôn. Đây các bạn có dùng, mình nghĩ là bạn cách nhất dùng cái mod tốt nhất á là có thể dùng để mà tạo ra cái gì á. Cái khu chơi giải trí á, nghĩ là hay nhất á thì là cái mod này nè. Đó, bây giờ mình chuyển sang thời gian cho tháng sáng lên chưa, thời gian tối thì bạn còn không được đâu. Ok. Tiếp theo nào, đây là cái airplane, nghĩa là gì, cái máy bay. Chúng ta có trực thăng đúng không? Thì đây có máy bay, nghĩ là mình sẽ sao một tí chứ bay nghĩ nó sẽ khá là to á. Đó, cái máy bay. Và máy bay đây. À đây, máy bay đây nè. Đó. Cực kỳ to luôn các bạn. Đó, quá đẹp luôn các bạn ơi. Một cái máy bay. Tuy mình thấy nó không được như trong ước muốn lắm nhưng mà nó cũng khá là đẹp rồi. Đó, một cái máy bay. Cũng khá là nhìn khá là ngầu. Cũng có cái kiểu cái kiểu mà nó không có mấy cái động cơ ở đây. Đi mình nghĩ chắc là hàng trưng bày thôi chứ không cũng có không có gì gọi là hay ho cho lắm. Nhưng mà thôi kệ đi. Vô lô chứ sao bây giờ. Ok, tiếp theo nào. Là cái phe Phifon. Mình thì không nói cái phe Phifon này là cái gì nhưng mà nghĩ rằng sẽ khá là hay ho đó. Chắc là một cái gì đó. Đây, Phifon là nhớ này rồi. Phifon này á là một cái tròn mà các bạn lên cho cao nè. Đó, đây các bạn coi con này, bạn coi này nha. Lên trên cao thì là cao nè. Xong rồi bạn sẽ xuống, nó xuống cái đùng nè. Nó xuống nè. Đó, đùng 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 đùng. Đó là Phifon là vậy đó. Đây để mình lại cho bạn coi nè, để mình nhảy lên đây cho bạn coi. Để mình nhảy lên đây nè, đó. Để nhảy lên đây nè, thấy không? Ồ, hình như mình lên không được các bạn ơi. Nói chung là đại khái đây là trò Phifon. Kiểu như mấy cái trò mà ở trong cái đầm sen hay này nọ á, bạn coi bạn biết á là nó có một cái trò mà kiểu như bạn đưa lên bạn lên cao thì là cao á, mà các bạn sẽ có thể được nhảy xuống một cái tốc độ cực kỳ lẹ á. Đó, mình nghĩ đây là trò Phifon á. Đây nè, bây giờ mình sẽ đẩy lên đây xong rồi mình sẽ nhưng mà không có cách nào để cho nó dừng được hay sao á, thì muốn thử dừng lại cái này đó một lần để xem như thế nào, nhưng mà thấy khá là vô no hấp với cái này. Ok, thôi okay, kệ bỏ qua đi. Giờ mình sẽ tới F16. Mình nghĩ rằng những cái mà mình bây giờ mình đang đặt ra nó chỉ là một cái làm khu chơi giải trí thôi chứ không phải gì hết á. Cái F16 chính là một cái ở cái gì vậy? Như này mê cung hả? Ồ, F16 là cái gì đây? Máy bay à? F16 là máy bay bạn ơi. F16 là một cái máy bay. Đúng rồi, một cái máy bay bạn ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Cái máy bay cực kỳ đẹp luôn bạn ơi. Còn cái tiếng động cơ của bạn. Trời ơi. quá trời là kêu luôn bạn ơi. Nói chung là có cái máy bay mà giờ không có cái nào ra hết nên mình nghĩ là mình sạc máy bay rồi mình đi ra luôn. Đó, ok, đập thử đập luôn đi. Bây giờ mình thấy này mình đắp lại cho chắc. Đó, đắp lại nè, đó. F16 á là có mấy một cái máy bay động cơ phản lực. Đó, khá là đẹp đó nha. So với cái máy bay này thì mình thấy đây là máy bay thường thôi. Đây là máy bay động cơ phản lực F16, đó, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Nhìn khá là ngầu cũng như động cơ cái kiểu là mà mặn nhện cái kiểu nè. Đó. Nghĩ rằng là cái này dùng bạn đi bạn trưng bày được á thì khá là đẹp hơn, thấy không? Đó, quá nhiều thứ hay ho luôn. Ok, tiếp tục thế nào? Cuối cùng là cái Watermill. Watermill là một cái mình nghĩ rằng đây là một cái gì á. Ủa, cái này khá là lạ nha, cái này không biết là cái gì luôn á. Ồ, cái này là cái máy kiểu như cái gì á ta, cái cối xay mà có nước chảy xuống á, cái này khá là hay nha. Cái này nhìn khá mình thấy nó khá là kiểu như gọi là thơ mộng cái kiểu nha. Hay nha, nhìn nè. Đó, nhìn bạn chắc các bạn biết rồi đúng không? Cái kiểu mà người ta hay dùng sức mạnh của nước để làm ra điện được á. Đó, là cái Watermill này nè. Ghi như nó nãy có xe gió á. Mình không nhớ cái này gọi là cái gì nhưng mà khá là hay. Mình sẽ chiêm ngưỡng cái này sẽ có cái gì nha. Đây là có đồ đạc gì không? Không có đồ đạc gì hết á. Nhưng mà cũng khá là hay nè. Lên lầu được rồi đúng không? Đó. Ở đây không có đồ đạc gì hết nhưng mà ok pha không sao hết. Ở đây thì chỉ có lên lầu là nhiều thôi chứ không có gì hết á. Đó, mình thấy lên lầu khá là nhiều. Ok, khá là hay ho nha. Đó, đây còn cái Watermill. Mình nghĩ rằng là cái Watermill này mình sẽ là khá là hay để chơi ở những video tiếp theo của mình để mình có thể áp dụng như này để mình làm được á. Khá là hay ho đó. Ok, ra thôi nào. Đây là cái Watermill. Đó. Cái Watermill cực kỳ đẹp luôn. Đẹp đúng không bạn? Đó là tất cả những gì ở cái khu chơi giải trí. Giờ mình sẽ chuyển sang cái khác đi nha. Mình chuyển sang chơi cái khác chứ không chơi cái này nữa. Cái này cũng khá là bình thường rồi. Giờ sẽ phá hủy cái này đi. Mình sẽ lấy những cái này. Những cái này là những cái mà kiểu như tòa nhà, tòa tháp nhiều hơn. Đó, mình nghĩ là như thế. Helicopter thì có rồi nè, helicopter thì lấy ra rồi. Ok, giờ mình sẽ bỏ cái này ra. Đây là một cái Magic Airplane Block, có nghĩa là không biết gì hết. Nhưng mà mình chả biết cái này cái gì luôn á. Ồ, cái này là một cái bay luôn, mà là một cái bay trên trời các bạn ơi.
Hiểu rồi, nghĩa là máy bay kia thì nằm ở dưới đây, mà cái này là máy bay trên trời, khá là bình thường, không có gì hết. Ở đây là Snow Cover House, nghĩa là ngôi nhà tuyết, ngôi nhà là bằng gạch đỏ, kiểu như thời Noel các bạn biết á. Nè, ngôi nhà này nè, đó, kiểu như We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and Happy New Year, là ngôi nhà này, đó. Đây cây thông ở giữa nhà nè, thấy không? Quá đẹp luôn. Tiếp theo nào? Đây là cái nhà này là nhà của người dân, là người dân của ông già làng. Còn chưa nói chung là ở đây mà không có liên quan đến ông già làng nên bỏ qua đi. Tiếp theo là Magic House Block, có nghĩa là một căn nhà thần kỳ thôi. Đây, nhà thần kỳ. Nhà này khá là cao. Đó, cao ơi là cao luôn và cũng khá là đẹp. Đây ở đây còn có một cái gì là như là cái ban công hay cái gì á. Không rõ là cái để làm gì nhưng mà khá là đẹp. Đây còn có trồng ngô, trồng khoai, trồng lúa nữa, khá là đẹp nữa thấy không? Đó, quá trời đẹp luôn. Ok, theo nào? Là Small Sandstone Building, cũng nghĩa là một cái tòa nhà luôn, mà đây là một cái Small Sandstone, tòa nhà nhỏ thôi, là bằng cát. Đó, khá là cao. Đó, đây này nè, có cái này hay nè, đó. Nhưng mà ở đây mình chắc để xa gần quá gia đình bị phá hủy rồi, nhưng mà ở đây nó một cái khu vườn nữa. Đó, mình nghĩ rằng các bạn nào thích có một cái ngôi nhà mà có nhiều lầu và một khu vườn nhỏ để bạn có thể chăm sóc các kiểu này nọ thì nghĩ cái này khá là hay. Vì cái này nó sẽ cho bạn một cái khu vườn nhỏ này, bạn có thể trồng hoa chăm sóc các kiểu nữa. Đó, khá là hay ho đúng không? Ok, vậy mình sẽ ra sao thế nào? Đây là một cái wooden building. Nghĩa là gì? Wooden building có nghĩa là một cái ngôi nhà bằng gỗ. Đó, wooden building. Ok. Đó, để mình vô đây không ai tí nha. Bây giờ mình chưa vô. Đây cũng có đường building, cũng khá là bình thường, chứ không có gì đâu, một căn nhà bình thường bằng gỗ thôi, khá là ấm cúng cho cuộc sống ngày hôm nay. Đó, đấy, nói chung là mình thích nhà nhỏ này, nó dễ dàng gặp nhau và ấm cúng, khá là đẹp. Tiếp theo chính là một cái Magic Prison Lock, có nghĩa là cái gì? Đây là một cái nhà tù, hiểu không? Cái nhà tù, đó, cái nhà tù nè. Nghĩa là sau này các bạn muốn tạo ra một cái map gì á để mà các bạn hay chơi những trò chơi nhà tù, ví như bắt cướp hay gì á mà bắt ăn cướp vô tù á thì nọ, thì đây sẽ có nhà tù các bạn. Đó, cái nhà tù cực kỳ hay luôn. Đấy, để mình lên đây xem có gì vô được nha. Đây là nhà tù nữa không? Nhà tù này bị một cái không mất cửa, không biết sao không mất cửa, cho nên chúng ta sẽ cùng nhau thử đập chui vô đây bằng cái này rồi. Không được, ai đây chui vô được rồi. Đó là đây là cái nhà tù này thấy không? Khá là tối thui à. Đó, nhưng không nghĩ là sẽ chui ra đi, mình sợ lắm, sợ gì cho tối lắm. Đó, chưa âm tối hồi mình hồi nữa. Đó, mình bị sợ, hiểu không? Sợ lắm. Đó, giờ chui ra không được luôn rồi, thấy không? Khá là khó chịu, nhưng chui ra hết được luôn rồi. Ok, chui ra được rồi, ok. Tiếp theo nào? Boat là cái gì? Boat là một con thuyền. Đó, một con thuyền luôn, easy. Quá đẹp phải không? Một con thuyền. Đâu rồi, có chỗ đi lên không? Nhưng không có chỗ đi lên, nhưng mà đây là một con thuyền khá là đẹp. Đó, ok. Dưới đây có một cái hầm này bạn. Đó, hay nha. Như cái lá như Titanic. À đây là hầm để chứa đồ, chứa chuyện này nọ. Như Titanic vậy á. Đó, đu cho sáng đèn nè. Đó, ok. Ra nào. Nói chung là con thuyền này khá là đẹp. Bạn chim nửa lần nữa nè. Đó, con thuyền khá là đẹp. Thấy nó như cano hơn là con thuyền á. Nhìn nó cũng khá là style cái kiểu chứ. Đẹp chứ bộ. Đó, được, ok. Theo nào. Đây là một cái cinema. Cinema có nghĩa là gì? Cinema có nghĩa chính là một cái. Đó, coi nè. Để tự xây nè, cinema nghĩa là rạp chiếu phim á. Đó, giờ mình giờ chúng ta phải đợi thôi, cái cinema thì nó hơi lâu. Trong lúc đợi sẽ chuyển sang những cái cục đồ khác và những cục đồ cuối cùng luôn. Để mình các bạn giới thiệu sơ qua về cái mod này thôi, khá là hay ho cho các bạn là những cái khá là hay ho cho cái server, cái map đó của các bạn để hình nhiều thứ sống hơn. Đó, đây cinema cực kỳ đẹp luôn thấy không, rạp chiếu phim. Đây sẽ là quầy bán vé. Đó, đi hôm qua một lần ha. Đó, quầy bán vé đây nè thấy không. Và đây sẽ là chỗ coi phim. Vô đây nè, đó. Nhớ là mình vô đây mà, đi vô đây nè. Vô đây để coi phim nè, đó. Cực kỳ rộng luôn. Đó, thấy hay không, quá trời hay luôn không. Đó, đây là chiếu phim nè. Vô đây cùng nhau coi phim nha. Đây là phim về một con bí ngô đang bỏ chạy. Và đi hết phim rồi, đi em rồi. Phim lừa đảo à. Đây là con bí ngô đang bỏ chạy và đây là con bí ngô đang bỏ chạy và sơ bị một cái đĩa bay bắt lên trên trời và cuối cùng hết phim, the end. Ui đó, đây là cặp cái phim cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Và đây là những khu vui chơi mà mình thấy là khá là cơ bản thôi, hay ho chứ. Ok, chúng ta đi ra thôi nào. Mình chỗ đi ra đâu tiêu rồi à, đi chỗ chỉ đâu ra đâu ta. Ủa, mình mới chỗ đi ra luôn rồi. Đây chỗ đi ra nè. Đó, đây ok. Mà mốt á, đây sẽ đều bù vé rồi, thấy không?
không biết ở đây thì có đường nào đi vô nó không, nhưng mà nghĩ chắc có hai đường, không là có hai đường. Ok, và đó chính là đặt chiếu phim. Nó chỉ ngang gì gì chứ khác, nhưng mà đặt những cái cuối cùng nào. Ok, đây là fire service bx, có nghĩa là nghĩ chắc là cứu hỏa hay gì á, cứu hỏa này, như là cái đây là cái là kiểu như cho cái nhà ấm cúng thôi, không có gì đó, nhưng mà cũng là một ngôi nhà khá là hay ho. Ok, thế nào nào, đây là cái high destiny Ridgeway, có nghĩa là một cái gì đó, cũng là một ngôi nhà khá là to nha, nhà cao cực kỳ cao luôn á, bộ cao quá trời cao luôn á. Mình thì mình không muốn đây mình đi vòng vòng đâu, thấy nó cao quá mình lười đúng luôn. À, nghĩ đây là một cái chung cư á bạn, thấy giống như chung cư nha, khá là cao, trời ơi là cao luôn, cái chung cư khá là bự. Đâu thử vô cũng khá là một hai lầu thôi được rồi, chứ không còn khá nhiều, khá nhiều chắc chết luôn á. Đi vô đây thử nha. Nghĩ là cái là cái chung cư thôi chứ không là gì đâu, đúng rồi, kiểu như cái chung cư nhỏ thôi. Ok, có gì hết, ra rồi nào. Đây là một cái Magic Entertainment Room Block, không biết là gì nhưng mà cứ thử thôi. Ồ, à rồi, ok, đây chỉ là những cái giá sách thôi, bình thường không có gì hết á. Đó, đù, nhìn như giống như là mình đang ở New York vậy các bạn. Cao ơi là cao luôn á, ở New York này thấy không. Bullet Bisweet, đây là trại của cảnh sát mà nằm ở phía West, như là phía Tây hay sao, không nhớ rõ, mà quên rồi. Đấy, Bullet West, đấy, cũng khá là cao. Đây là trại của, đây là cái văn phòng trung tâm của mấy ông cảnh sát, cho nên cũng khá là cao và to. Theo nào, đây là Magic Shop House Block, có nghĩa là ngôi nhà 7. Đó, ngôi nhà này có 7 nè, thấy không, dung nham kế bên nè. Nghĩa là bây giờ muốn qua cái ngôi nhà này, bạn phải qua được cái dải dung nham này, nhưng mà thấy dung nham này khá là ít. Đó, đây là cái 7 nhà dung nham. Kiểu như là, các bạn nào, kiểu như là hồi xưa các bạn nào có Mr. Bean, các bạn sẽ biết rằng ông Mr. Bean, ông đã từng làm một cái 7 để mà có thể chăng cho cái nhà sớm qua ăn ăn cắp bí á. Thì đó là bây giờ ông đây là khi gì nước, giờ là dung nham. Ok, là Magic Tower Lock, nghĩa là một cái tháp thôi, khá là to, khá là cao, không cao bằng cái nhà kia nhưng mà cũng được. Ok, tạm ổn đó, kiểu như là cái này để mà theo đi quan sát, các bạn là người những người quan sát các kiểu á đó, cũng khá là hay. Ok, giờ mình xuống cái nào, mình xuống không được nữa rồi. Rồi, thôi đạp xuống nè, đi xuống nè, xuống từ từ rồi. Đó, ok. Và cuối cùng nha, chính là Windmill. Windmill mình nghĩ chắc là có xe gió thôi, đúng không? Đúng rồi, Windmill là có xe gió nè các bạn. Đó, hồi nãy là Windmill là cái cối nước, bây giờ là có xe gió. Đó, hồi nãy mình nói các bạn đó, đây là có xe gió nè. Và mình nghĩ rằng đó là cái gì ở trong cái mod của ngày hôm nay. Thì nếu như các bạn mà muốn biết thêm nhiều cái mod này, các bạn hãy tải mod này ở trên map chơi mod Warcraft 1.12.2 thì bạn sẽ biết thêm được nhiều về những mod này nữa. Và mình kéo đi đây, rất cảm ơn mọi người coi video ngày hôm nay, mình thích video này lại một lượt like, mình chưa đăng ký kênh của KSD á thì đăng ký kênh cho mình nha. Và mình là KSD đây, hẹn gặp lại các mọi người ở những video sau, và goodbye, bye bye, yeah.